Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha mà sáng. Cha thì ra như Cha thế này, như là cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay như thật thần này. Như chúng con cũng tha kẻ con là chúng con xin cho để chúng con sẽ trước thành trọng như là chúng con sự tự nhiên. Lạy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân là bệnh nhân sáng, 65 tuổi, bị bệnh u gan trái, u gan phải, ở gan tim hai lá. Và chúng con cầu xin Chúa tiếp nhận người bệnh nhân của chúng con để chữa lành cho người bệnh nhân của chúng con. Và chúng con cầu xin Đức Thầy phù hộ cho người bệnh nhân của chúng con là bệnh nhân sáng. Do ông là người đạo giáo hòa hảo, chúng con cũng còn xin Chúa chúc lành cho ông trưởng ban trị sự Phật giáo hòa hảo ở thành phố Cần Thơ. Xin các bạn trên cộng đồng mạng cầu nguyện cho người anh em của chúng ta và anh em của chúng ta. Chúng con cầu xin dẫn Kitô cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi xuống. Hồi sáng hai điểm đến đây. Dạ. Tức là đã có biết trước luôn chương trình mình trị bệnh nhân này bao chưa? Mới biết được như này. Dạ, biết được mấy bữa rồi. Tại mấy cả tuần rồi nha. Đã có coi được sơ sơ những chương trình này bệnh này chưa? Có coi rồi nha. Ông ơi, ông bị bệnh như vậy, ông thấy đã đi chữa nhiều nơi chưa? Chưa đi đâu dạ, chỉ siêu âm rồi đi hút thuốc nam ở nhà sát ốm gì chứ chưa điều kiện vận động. Tức là bệnh của ông là bệnh ung thư gan trái và phải, có biết gì đó không? Bệnh này lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu, ung thư gan là cả bên trái lẫn bên phải chứ không phải chỉ có ung thư chút xíu thôi. Cái thứ hai nữa là ông bị hở gan tim hai lá, nó có liên quan đến cao huyết áp rồi đó, nó có liên quan đến gọi là cái gì mà đột quỵ đó, tai biến nha. Nói chung là bệnh ông đến đây cũng là một trong những bệnh nan khó trị liệu. Vậy thì ông phải cố gắng ông trị liệu sao cho nó lành bệnh nha. Bây giờ con nói ông sơ dự, bây giờ con nói với chú ban trị sự đó, không biết tụi con gọi lên đó chính xác trưởng ban trị sự còn con gọi là thầy hay là huynh đệ bình thường, huynh đệ bình thường ha. Thì chúng con gọi là chú đi nha, tại vì chú cũng lớn tuổi rồi ha. Chú năm nay 65 tuổi chưa? 66. Ở bên đó tụi con biết được hai ông là đệ Thiện và đệ Thọ. Cái chú cũng biết rồi ha. Mới đi đến dỗ hồi nãy cho nó sợi này. Về hả? Không có 10 giờ rồi chung bàn. Đệ Thiện, đệ Thọ có biết phải không? Chú qua đây không? Không, đi không có nói gì rồi coi chỉ đột sức không? Không có chọn. Đi đột sức cũng hay vậy. Đệ Thiện, đệ Thọ nó ô môn à? Ô môn. Bên mình là đủ. Tụi con cũng từng nghe đệ Thiện và đệ Thọ giảng nhiều lắm. Nhưng mà đối với đạo Phật giáo hòa hảo thì không biết người khác như thế nào, người khác cảm nhận người như thế nào thì không biết, nhưng mà bản thân có một cái cảm nhận về Phật giáo hòa hảo. Trước tiên đó là Đức Thầy là người Việt Nam. Đức Thầy đã khai sáng ra một tôn giáo là Phật giáo hòa hảo. Và cái mà Đức Thầy còn cái đạo Phật giáo hòa hảo tồn tại đến ngày hôm nay đó là do ăn chay trường. Nhờ ăn chay trường mà cái tôn giáo hòa hảo được tồn tại đến ngày hôm nay. Và trước đây thì có 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, còn bây giờ không biết được mấy tỉnh rồi.
Tây này ai cũng biết đến đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà cái mình đáng mừng là đây là những con người của Việt Nam, con người của là anh em của chúng ta, là cùng dân tộc của chúng ta đã khai sáng được một cái tôn giáo mới cho đất nước Việt Nam, đó là Phật giáo Hòa Hảo. Và cái độc đáo của Phật giáo Hòa Hảo là ăn chay trừ, chứ không có ăn chay mặn, hết phải vậy không? Con ơi sao uống huyết đạo anh em, phải con nói của Đức Thầy không? Có nghe câu đó không? Con ơi sao uống huyết đạo máu, huyết đạo anh em. Tức là lời của Đức Thầy là những cái lời gọi là so với đạo Thiên Chúa thì đạo Thiên Chúa đã được có mặt ở Việt Nam vào thế kỷ 16, còn đạo Phật cũng có mặt ở Việt Nam lâu đời rồi. Đại khái là những cái tôn giáo này là từ các nước khác du nhập vào, ví dụ như đạo Phật từ bên Ấn Độ, rồi đạo Công giáo thì bên Do Thái, còn đạo Phật giáo Hòa Hảo là Việt Nam. Cho nên đây là một niềm tự hào cho những người Việt Nam, chứ không phải cho những người gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Không biết những người khác tự hào chưa, nhưng mà riêng con là tự hào, riêng con là rất là tự hào. Không phải con theo Phật giáo Hòa Hảo, con là cha tượng đạo Thiên Chúa, nhưng con rất là tự hào về đạo Phật giáo Hòa Hảo, do bởi những con người của chúng ta cùng sống với chúng ta, cùng ăn, cùng ở như một cái vùng gọi là đồng bằng sông Cửu Long đó, chúng ta cùng gánh lúa, cùng chở gạo, cùng lầu ghe ra sông ghe, cùng là làm đủ những chuyện mà đó là những con người khai sáng ra một tôn giáo rất là đẹp. Đẹp ở chỗ là như nãy con nói là ăn chay trừ, cái độc đáo của Đức Quỳnh, Quỳnh giáo chủ đó, Đức Thầy đó, là con ơi sao uống huyết đạo anh em. Đây là cái hay vô cùng, mà không biết là những gọi là những tín đồ giáo Hòa Hảo có nhớ con này không? Chú có nhớ con này không? Thế mà chú hàng ngày chú có uống huyết đạo anh em không? Hàng ngày ăn chay trường không? Có 10 năm mà chưa có gì đâu, vậy là cũng đã dân từng uống huyết đạo anh em. Chú năm nay 65 tuổi mà Đức Thầy đã mất năm nay bao nhiêu năm rồi? Đức Thầy vắng năm nay bao nhiêu năm rồi chứ mình nói mất cũng đúng. Đức Thầy vắng năm nay bao nhiêu năm rồi? Không nhớ nữa hả? Mấy ngày Giáng sinh với Thầy với cảnh khai sát đạo thôi, cái Thầy bắt rồi. Tại vì rõ ràng là theo cái giáo lý của bên Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy không có mất và vắng mặt thôi, nhưng mà một ngày nào đó Đức Thầy sẽ hiện trở về, Đức Thầy sẽ trở về. Dĩ nhiên đó là niềm tin của những người con Thầy, thì sẽ có một ngày nào đó Đức Thầy trở về. Nhưng hôm nay con là người theo Đức Thầy thì ông không nhớ điều này. Ngày xưa khi mà Đức Thầy từ 5 tuổi đến 11, 12 tuổi là Đức Thầy bệnh chữa. Phải vậy không? Đức Thầy bệnh coi như hỏng thuốc chữa. Rồi thì bà Năm Chèo hay là bà Sáu gì đó, có nghe nói bà Năm Chèo lo lắng cho Đức Thầy những đề bệnh tật. Nhưng mà lo không hết. Lo gì, lo mãi gì cũng không hết cả. Đến một giai đoạn nào đó tự động Đức Thầy là hết rồi. Rồi sau đó Đức Thầy đứng lên, Đức Thầy đi rao giảng. Và đến khi Đức Thầy 18 tuổi là Đức Thầy có 3.000 tín đồ trong ta. Và chú được mấy ngàn tín đồ rồi? Ở đó là tín đồ cũng được, 200 mấy. Đến 18 tuổi thì phải bằng Đức Thầy phải 3.000 tín đồ. Có phải là Đức Thầy là một con người vĩ đại không? Một con người rất là vĩ đại. Tuy rằng Đức Thầy cũng là có cha sinh, có mẹ đẻ, có tổ đình ở Long An, ở
nhưng mà còn phúc tật đã là một con người làm việc cho thì nhất định những con người đó họ làm gì sẽ thành công. Ví dụ như giờ mình nói là cha từ hay chú là trị sự, ban trị sự là tất cả mọi người chúng ta đây, đây là những con người làm việc cho thời gian. Ông chủ của chúng ta, ông chủ của chúng ta là ông chủ của thời gian. Còn cả như Đức Thầy hay là Đức Chúa Giêsu hay là Đức Phật Thích Ca, ông chủ của ông ta là những sáng tạo là trời. Những người đó mình chọn ông chủ là ông trời, phải nghe không? Còn mình cái chọn ông chủ mình là ông trời không? Tại sao mình không chọn ông chủ mình là ông trời? Tại sao mình không chọn? Tại sao mình không chọn ông chủ mình là ông trời? Tại vì ông chủ mình là cái ông mà hơn thua, ganh tị, giận hờn, ghen ghét, mua gian bán lận, bán mắt, bán rẻ cho dai ăn lời, đó là ông chủ của chúng ta. Còn ông chủ của Đức Thầy, ông chủ của Đức Phật, ông chủ của Đức Chúa Giêsu là yêu thương và cho không. Rồi ông chủ của Đức Thầy, ông chủ của Đức Phật, ông chủ của Đức Chúa Giêsu là ăn cây cỏ và hạt giống. Mình làm sao mình yêu thương cho khác được? Mình làm sao mình ăn chay trường được? Chỉ uống huyết đạo anh em thôi mà. Cho nên mình đâu có được làm ông chủ của mình, không phải là ông chủ của mình, đâu phải là Đức Chúa Trời. Vì thế mình đâu có làm việc cho Thượng Đế, cho Thiên Chúa. Mình chỉ làm việc cho Hàm Lâm. Còn thế ra mình phải đau ốm, mình phải bệnh tật. Ngày xưa Đức Thầy bệnh tật như vậy á, lúc mà còn nhỏ như vậy á, mà Đức xin lỗi, Đức Thầy bệnh như vậy đó mà đến một thời gian Đức Thầy tự động hết bệnh. Còn mình bệnh như vậy là chết luôn chứ chuyện sao hết. Tại ông chủ của mình là ông chủ của trần gian, phải vậy. Mình chọn ông chủ của trần gian, mình kiếm chuyện mình thờ cái hình Đức Thầy đó ra, mình thờ cái hình Đức Chúa Giêsu đó ra, mình thờ cái hình Đức Phật đó ra, nhưng mà đằng sau lưng mình ăn động trời, đằng sau lưng mình sát sanh, đằng sau lưng mình buôn bán đỏ chết, phải vậy không? Vậy thì cái hình của Đức Thầy, cái hình của Đức Phật, cái hình của Đức Chúa Giêsu có giá trị không? Phải vậy không? Vì coi lại đi, vì coi lại cái hình mình đang tôn thờ đó, mình có làm theo không? Mình có yêu thương và cho không không? Mình có ăn cây cỏ mà hạt giống được không? Cho nên hồi nãy cha mới nói ông chủ của mình là ông chủ của trần gian, cho nên cái bệnh của mình có, mình có bệnh là nhất định mình phải chết. Chẳng có khó. Còn những người mà chọn ông chủ là Đức Chúa Trời thì bệnh sẽ qua. Và nhất định những con người mà chọn ông chủ làm trời sẽ để lại cho nhân loại một con đường mới, giống như là Đức Huỳnh Giáo Chủ chọn một con đường mới cho nhân loại là an cha trường. Cho nên cha là người Công giáo mà cha rất là gọi là cha gặp những người Phật giáo hảo, cha rất mừng, cha rất mừng. Ví dụ như hồi sáng con người nào điện cho cha nó là Phật giáo hảo, cha hưởng gì đi, đừng chặt trễ, cha có nói vậy đó các em. Không phải là cha không phải là cha ăn chữa bệnh đâu, nhưng mà cha ăn ngồi đây để cha chờ những con người của Phật giáo hòa hảo cho biết đó là những con người cái niềm tin của Đức Thầy và Thượng Đế và Đức Phật lớn, người ta đang thờ những con người đó. Đức Phật đang thờ những con người đó, Đức Thầy đang thờ những con người đó. Do vậy mà khi mà cha nghe nói là đạo Phật giáo hoài hẳn thì cha bảo là có đệ thiện hoặc là đệ thọ dẫn qua đời, nhưng mà không biết có điện thoại nào nói với cha mà bây giờ hai người sao. Bây giờ nhờ một người gần gũi hơn mà trị sự Phật giáo thì cha bảo được đâu, nhưng mà ít nhất phải con người đó qua là chú đây để xác minh rằng là đây là con cái của chú, là tín đồ của chú, thì chúng con mới chịu được. Vậy chúng con nói lần nữa,
Ngày hôm nay chúng con nói được một lần nữa là chú là tưởng mang về sự Phật giáo hòa hảo này, và tất cả mọi người đang có mặt đây nhớ điều này thì Đức Thầy, thờ ông chủ của Đức Thầy là ông trời, là Thượng Đế. Cho nên dù Đức Thầy có bệnh nằm dình quyệt đi chăng nữa, nằm liên giường liên chiếu thì vẫn có ngày hết, không có ai chữa được hết, nhưng vẫn có ngày. Tại vì Đức Thầy chọn ông chủ là ông trời. Còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta chọn ông chủ của chúng ta là tiền, là danh dự, phải không ạ? Là tiền bạc, là danh dự, là chức quyền, là địa vị, là đủ thứ của trần gian, ông chủ của chúng ta. Vì thế nếu chúng ta có bệnh là chúng ta tự nhiên chứ không ai chịu. Vậy thì hôm nay mà ông đã có cơ hội đến đây để trị cái bệnh ung thư gan trái và phải, rõ ràng là ông đã có một cái, nói theo niềm tin của người Phật giáo hòa hảo, là ông đã có một cái duyên với Đức Thầy nha. Và bên cạnh đó ông đã ăn chay trường 10 năm, chứ nếu mà ông ăn mặn 10 năm nay là gan manh sát luôn rồi, chứ không có còn ung nhỏ, ung gan trái phải không nào. Vậy thì ông ơi, ông phải cố gắng lên nha. Ông phải cố gắng lên trong giai đoạn điều trị này. Ông phải nhớ lại lời của Đức Thầy của ông đã dạy ông điều gì. Ông nhớ lại lời của ông trưởng ban trị sự đã từng thuyết pháp cho ông điều gì. Hoặc là ông nhớ lại lời của Đệ Thiện và Đệ Thọ đã từng dạy ông điều gì để ông sống cho tốt hơn trong những ngày hạn chế mình ở đây. Và ông phải nhớ rằng ông phải yêu thương Đức Thầy ông mãnh liệt. Vì cái câu mà Đức Thầy xác tín đó là con ơi sao uống huyết đạo anh em. Cái câu này là cái câu mà rõ ràng là người thế gian quên đi mất tiêu, mà nhất là của Phật giáo hoàng. Hàng đêm rảnh rỗi cha nghe bài giảng của Đệ Thiện và Đệ Thọ của bé Như Ý. Có nghe bé Như Ý không? Cha thấy là Đệ Thiện và Đệ Thọ nhà bé Như Ý là kêu gọi ăn chay rát cổ họng. Nếu mà cha là Đệ Thiện Đệ Thọ, cha không kêu gọi ăn chay. Đức Thầy không kêu gọi ăn chay. Đức Thầy nói sao con uống quyết đào anh em, chứ Đức Thầy không kêu gọi ăn chay. Chay gì đấy, phải không? Đức Thầy không kêu gọi ăn chay. Cha nói trong bụng của cha mà ngày nào mà cha gặp Đệ Thiện và Đệ Thọ, cha bảo dẹp cái vụ ăn chay. Chay cái gì? Ăn chay sẽ còn ngày ăn mặn, phải không? Ăn chay nó sẽ nhớ ăn mặn. Vì Đức Thầy đâu có biểu ăn chay, Đức Thầy biểu không được uống huyết đào anh em, có nghĩa là phải ăn cây cỏ này dốc. Vì bên Phật giáo hạ gọi là ăn trường chay. Trường tức là ăn dài, trường là dài, là ăn dài hạn, nhưng mà cũng sẽ có ngày bị đột ngạt, phải không? Cho dù anh ăn trường chay cũng sẽ có ngày bị đột ngạt. Nhưng mà Đức Thầy nói là con ơi sao uống huyết đào anh em, có nghĩa là Đức Thầy nói là mày không được ăn nó, do có trường kiếp vậy. Mai này chú gặp Đệ Thiện thì Đệ Thọ đó, chú nó cũng gửi lời thăm nha. Và con nói rằng là không có chuyện ăn ngày ăn kỳ ăn tháng, cả đời phải ăn như thế đó, gọi là ăn rau củ quả đó. Không có chuyện là trường chay hay là ngày chay hay là kỳ chay hay là tháng chay hay là năm chay, dẹp hết cái chữ chay con luôn nha. Chú nghe được không? Nãy giờ con nói chú có tiếp thu được không? Chú thấy có gì trục trặc không? Không. Vậy tiếp theo cha nói với ông nữa, khi ông đã được cái phước cũng rất đang trị bệnh rồi, thì bắt đầu từ hôm nay trở đi ông phải nhớ lại lời của Đức Thầy dạy, và ông nhớ lại lời của ông trưởng ban trị sự hay là Đệ Thiện Đệ Thọ hay là bé Như Ý đã từng thuyết pháp cho mình nghe nha, để mình sống những ngày tháng sắp tới nó tốt hơn và mình sẽ trường chay hơn. Mình phải cố gắng đi vào con đường tu hành kỹ lưỡng hơn nha, để mình trở về là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái điều mà cha nhắn nhủ ông như vậy nha, kể cả những người tu nha, kể cả bây giờ kể cả ông trưởng ban trị sự cũng phải cố gắng. Phải ngày qua ông thương ông thấy thích hơn anh phải thương nhiều, bởi vì ông cũng có gia đình mà, ông cũng có vợ có con, ông có đủ thứ, ông giống như ông vậy.
Nhưng mà ông tự động bỏ hết tất cả nơi thờ tự của ông, gia đình, vợ con, chồng xấu, dẫn ông về đấy để trị bệnh cho ông. Đây không phải là một cái phước quan trọng hả? Phước quan trọng nha. Cho nên ông phải ráng cố gắng nghe lời Phật nha. Kể cả ông cũng vậy. Hôm nay mà ông được dắt ông này về, coi như đây là một cái điều lành mà từ xưa đến giờ, từ cha sanh mẹ đẻ của ông đến giờ đi dẫn con ông đi chữa bệnh thôi. Chứ chưa bao giờ ông dẫn một người huynh đệ của ông đi chữa bệnh như thế này. Có phải vậy không? Hôm nay ông dẫn một người con của ông đi chữa bệnh, con trong đạo này. Thấy vậy không? Hôm nay ông mới thấy ông là trưởng ban trị sự Phật sự. Còn trước đây ông làm trưởng ban trị sự mà ông thấy. Bây giờ ông ngồi ông dồn qua bên cạnh ông thấy đây con của ta, nó dẫn nó đi trị bệnh. Chứ đâu có cái chuyện mà trưởng ban trị sự là tối ngày ở trong cái tổ đình đó hay là cái chùa đó hay là cái mái nhà đó mình họ tụng kinh là đủ, không có gì. Phải ra đi như vậy, phải nghe được những cái lời như vậy để rồi trở về quê hương của mình trở về trong cái ngôi chùa trị sự đó, mình có thiết pháp cho con cái của mình hay đi. Và hôm nay ông mới thấy được cái vai trò và trách nhiệm của một người cha trong cái trưởng ban trị sự. Còn trước đây ông chỉ dẫn con cái, bây giờ ông nhìn lại đây là bốn đứa con. Con này được gọi là con tinh thần, chứ không phải con mình đẻ ra mà thân xác. Nhưng mà đây là bốn đứa con tinh thần của ông. Nên ông phải bảo vệ con tới cùng, con cùng một niềm, cùng một niềm tin nha. Mà ông là người đứng đầu trong cái niềm tin Phật giáo hòa, ông mà bốn người này đi theo ông, ông là người đứng đầu ở địa phương đó, thì bốn người này con của ông con cùng một niềm tin nha. Ông phải cố gắng, và đây là cái danh dự của ông. Hôm nay cha Tường dinh thăng ông lên, thì ngày mai này ông phải để rằng cha Tường dinh thăng ông nữa, chứ không phải là cha Tường chỉ dinh thăng ông ngày hôm nay thôi. Rồi ngày mai thấy một người con tinh thần của ông, con cùng niềm tin của ông, bệnh nằm đó bỏ cho chết, đó là bản thân nha. Hôm nay cha Thường vinh thăng ông lên rồi, thì ông sẽ nhớ mãi cái chỗ này, giữ mãi cái cương vị này cho đến ngày mà ông nhắm mắt lìa đời. Đó mới là ông Lê Gia Cẩn trưởng ban trị sự Phật giáo. Và ngày mai này cha không muốn nghe một người ở trong cái số của ông mà bên Phật giáo Hảo mà nằm chờ chết mà ông không dẫn. Cha không muốn nghe được, vì hôm nay cha đã dinh thăng ông rồi. Ông có đồng ý với cha không? Đồng ý nha. Ông hứa với cha đàng hoàng nha. Cha mong rằng ông sẽ làm được điều này. Tại vì để được ông cha Thường dinh thăng ông không phải dễ à. Không phải dễ được tới đây này, xa xôi lắm ạ. Rồi cha cũng nói tiếp, tại sao cha nói mạnh gì? Bởi vì ông chủ của cha là Đức Chúa Trời, chứ ông chủ của cha không phải là tiền, là bạc, là rượu, là chè, là gái, là gú, là hút, là sách, là thế gian, là buôn bán của cha. Đâu có làm chủ cha. Mà nếu ông chủ của cha là tất cả những điều đó thì hôm nay cha không thể trị bệnh ung thư. Có phải vậy? Trong khi cái bệnh ung thư này thế gian nó bỏ chạy, mà cha trị được cái bệnh này thì ông chủ của cha không phải là tiền, là bạc, là tiền, là giàu, là có, là thế gian. Đó không phải là ông chủ. Vậy để được cha dinh thăng ông không phải đơn giản. Hiểu không? Hãy hiểu cho bằng được nha. Hãy hiểu cho bằng. Vì cha kết luận lên một lần nữa, nếu cha không nhận ra ông chủ của cha là ông trời, thì cha không bao giờ nói được cái câu là ông chủ của Đức Quỳnh Giáo Chủ là ông trời, ông chủ của Đức Phật là ông trời, ông chủ của Đức Chúa Giêsu là ông trời. Nếu cha không thấy được điều đó thì cha không cảm nhận được ông chủ của những người sáng lập đạo đó là ông trời. Nhưng mà ở đây cha nhận ra được điều đó, ông chủ của cha chính là ông trời. Và ở đây cha chính là yêu thương và cho con. Bằng chứng là cha chữa bệnh cái mấy gì, bằng chứng là cha chữa trị được những cái căn bệnh quá ác, hiểm nghèo, ma quỷ này, cha chữa được nó. Có phải ông chủ của cha là ông trời không? Cha chọn ông chủ của cha là người Việt Nam, là ở thế gian. Vì thế hôm nay cha vinh thăng ông được như vậy là phải vui mừng hân hoan vô cùng. Và cha không muốn nghe ngày mai này, cha không muốn nghe một người trong ban tín đồ cha ở xứ ông mà tách ông phải nhận diện, cha không muốn nghe được. Bởi vì ông đã được cha dứt thăng này nha. Cha nhắc nhở ông như vậy nha. Rồi cha nhắc nhở cái tiếp,
bắt đầu đã đến đây ta nhận bệnh rồi, thì mọi cái quyết định trong cơ thể của ông là để lại cho ban điều chỉnh quyết định ăn uống ngủ nghỉ đi đứng gì đó. Giờ đây ông không còn liên can, ông không còn can thiệp vào quyết định nữa. Được gọi là can thiệp vào phép xác không nha, ông được phép can thiệp mà để ban điều chỉnh can thiệp. Rồi sau đó ông hết bệnh thì ban điều chỉnh sẽ ký quyết định cho ông trở về nha. Đó là những cái tay nhắc nhở ngắn gọn thôi, còn chặt phát đồ là cho sư phụ nha. Bị cha không làm ông chủ của cha là ông trời, cái ông chủ của cha không phải là con ông trời hay là tiền bạc hay là thế gian, cha không, thế gian không là chủ cha mình cả nha. Vì thế mà ai mà đến với cha mà còn dính líu thế gian là không có được đó. Ngày nào còn ở với cha ngày đó trút bỏ thế gian. Những người sau lưng đang nuôi bệnh, họ bỏ thế gian để nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ, nuôi tốt mình, để trở về nhà đó mới sẽ quay đó. Còn những ngày mà sống gần với cha là phải trút bỏ thế gian, vì ông chủ của cha mới là thế gian. Vậy cái phần nhắc nhở còn lại là thời gian ban nhiều cảnh nhắc nhở nghe, phải ráng lắng nghe lời của ban nhiều cảnh. Đó là những cái nhắc nhở. Khi đi vào khám bệnh rồi thì nó có hai cái đơn, một cái đơn là xin khám chữa bệnh miễn phí và một cái đơn là chữa bệnh mà lỡ nó chết không phải ở tù, hiểu không? Tại vì nó có biết ngày mai cũng do ông chết ông thương hay sao? Rồi ông thương luôn cái ông này, ông đi đâu vậy? Hả? Đó, đó là cái nguyên tắc ở đây nha. Cái này thì cha không nói nhiều nha. Cha không muốn nói nhiều nữa bởi vì cái này là cha đã chữa quá nhiều cho bệnh đó. Ngày mai cha cho xuất viện 3 ca bệnh, một ca ung thư phổi và cuối, một ca còn hai ca gì đó quên, nhiều bệnh quá nói không xin. Nhiều bệnh quá cha không nói. Nhưng mà cha cho xuất viện 3 ca đó, nhưng mà cha nói lại cho ông phải làm cái đơn này. Một cái đơn là xin khám chữa bệnh không tốn tiền, một cái đơn là giấy cam kết khám bệnh nếu tôi sai phát đồ tôi bị đuổi, và nếu trong quá trình chữa bệnh mà nếu có xảy ra chết chóc thì tôi không thư kiện đi cứu ban gì cả, thì ở đây cha đi khám chữa bệnh. Có đồng ý vậy? Con có đồng ý phải ba không? Hai ba con, con có đồng ý vậy không? À rồi đồng ý thì ký vô, ký thêm một bản nữa cho ông này, ông đem về bên Phật giáo Hòa Hảo, ông lỡ cắt trên ông hỏi ông có đem có mọt sao? À đem có mọt sao, ký vô. Đây là ai? À tốt quá. Chút nữa ông sẽ đem về quê hương ông một cái tờ như thế này. Cha ký lại cho ông một cái tờ này, để khi đó lỡ có đệ thiện đệ thọ hỏi ông đi đâu tà lẹt đâu thì ông sẽ đem tờ này ra nhé. Để ông nói với đệ thiện đệ thọ là
ông đi làm cho mẹ để chuyện để hỏi cái người là chết đi ha. Hay là ký rồi. Không dấu hàng. Ừ, đóng vô. Rồi nha. Chút nữa ông sẽ giữ lại một tờ. Dạ, sau khi ghi nội dung trong này rồi, ông sẽ giữ lại một tờ trong giỏ sách ông. Trong cái văn phòng của ông nhé, để những người cấp trên của ông á, hoặc cháu hòa hảo trung ương á, mà có hỏi đến ông làm gì đây thì ông sẽ có những cái cơ sở đưa đây nhé. Rồi lỡ như sau này gia đình mà có thưa kiện ông thì ông còn có cơ sở này. Ở trong này đó nói rất là rõ là khi có chết chóc cũng thưa kiện tri phú, ở trong này nói rõ cho nên ông yên tâm nhé. Ký hai tờ thì ở đây giữ một tờ, ông giữ một tờ nha. Rồi thì ông phải cố gắng nha, nãy giờ cha nói rất là rõ về cái sứ mệnh của ông rồi. Và sứ mệnh của những người này rồi thì thôi, thì bây giờ cái phần mà nhắc nhở về bệnh nhân đó thì ban viện trưởng sẽ nhắc nhở nha, để sống như thế nào, sẽ làm việc làm sao, sang cháo trắng như thế nào để cho mau hết bệnh nha. Đó là cái phần của cha, xong thì cha giao lại cho ban viện trưởng. Trước nữa ông dẫn cái ông bệnh nhân này đến phòng khám đâu đó đàng hoàng là ông hết trách nhiệm tại đây người ta điều trị nha. Ông có ý kiến gì không? Cảm ơn ông. Chà, kính thưa cha Tường, chà, kính thưa các vị trong ban viện trưởng hôm nay, chà, kính thưa tất cả các bệnh nhân. Thì hôm nay cũng có nhân viên thì tôi chuyển bệnh nhân cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng đồng đạo với tôi của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Phú đến đây gặp cha Tường. Và cũng nghe một đoạn là cha Tường thiết pháp cái phần này thì tôi cảm thấy tâm đắc, vì lý do là cha Tường bên Công giáo là thiết pháp của chung dưới bên Phật giáo của chúng tôi rất là tâm đắc, và đồng thời cũng hơi cảm thấy nhiều như là hiểu lòng và cũng ăn năn một cái gì trong tâm suy nghĩ. Thì từ xưa tới giờ đến bên Công giáo thì cha đỡ ăn mặn bình thường chứ không có mà tôn vinh những người bà con trai như cha Tường vậy. Thì hôm nay tôi thấy sao phù hợp, tôi cảm thấy có cái gì làm sao cảm thấy thích chú cục. Từ chỗ đó thì rất là tâm đắc. Rồi cái phần thứ hai là xin đại diện cho gia đình bệnh nhân và ban trị sự toàn thể tôn giáo chân thành là cảm ơn cha Tường đã tôn vinh về cái phần tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Cùng chồng đào toàn thể tín đồ giáo hòa ông chân thành cảm ơn cha Tường và cầu phúc cha Tường ở trên Chúa Trời ủng hộ hộ cho cha Tường đó là được cái pháp của trị bệnh cho tất cả bệnh nhân và đồng thời phổ pháp cho tất cả chúng sanh dị hiển để lo tu hành, để lo bổn phận của chúng ta trong cái cuộc sống này, và đồng thời cũng giác ngộ được cái chủ của mình lại. Cũng như chủ của mình là thượng đế thì coi như mình không ban cái gì, tức là coi như mình ở trần gian, mà chủ của mình là tất cả chúng sanh, là tất cả những việc làm hay là không có cái hậu quả tốt đó, thì coi như là mình mang cái nghiệp này thì coi như không thể thoát ra khỏi. Thì hôm nay cũng một lần nữa thì chân thành cảm ơn cha Tường. Giờ tóm lại là hôm nay đến đây là mình hiểu được chủ của mình là ai rồi nha. Còn trước đây mình ở nhà mình vẫn phải ăn chay hay là thề nguyện hay là không làm cái tốt, mình chưa nhận ra ông chủ của mình là nha. Giờ đây mình phải
con ông chủ mình là ai chứ đừng có tiền bạc đủ trẻ muốn chắc sắc xa hoa gì đó làm chủ thì đó là mình là phạm nha. Giác ngộ được cái pháp đó. Giác ngộ được chỗ này. Chứ là thì bên đạo Phật thì nhân quả, nhân tồn thiện thì quả sẽ do đó mà tồn thiện. Đúng rồi. Nhân tốt là coi như vậy thôi. Nhân còn không hiểu thêm là cái chỗ là ông chủ. Dạ. Đó nó cũng thể hơn là ra trường đó vậy là tôi giác ngộ rất là rõ. Vậy tốt đó nha. Thôi bây giờ mình tạm dừng ở đây để mình kết thúc một cuộc nhận mình. Rồi hãy cố gắng theo ba vị trưởng nha. Tuy là cha không dạy dỗ thêm nhiều nữa nhưng mà mang người chạy khúc xa sẽ dạy dỗ để cho nó thích được nha. Rồi thôi xin mời những người đọc cương nha. Nhưng như cha và con và thánh thần nghe nghe sáng danh của Chúa Cha và Đức Chúa Con như đã có cứu tôi cùng là bây giờ nhà có nhà này đời chúng con kể gì cho Chúa Thánh Từ cho các ảnh linh hồn năm chốn những nơi hàng chân cho mọi sự vui đời nhân danh cha và con và thánh thần. Xin mời ông dẫn bệnh nhân vào phòng khám nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Chan nguồn vui.